Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Đỗ Chí đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và giao lưu với tất cả các bạn một cái tác phẩm cây hoa mẫu đơn đỏ bonsai. Cây đã được thần trậu và đã được nuôi với bộ tay cành đó. Nó kính đẹp rồi. Cây này đã được vào dây, một nước dây rồi các bạn. Và tay cành nó hầu như là nó đã mịn tích hết rồi. Đấy. Đây là cây đơn đỏ ta nha các bạn. Cây này thì đã được cắt phôi và nuôi tay cành mới hết rồi. Rồi đây là cái phần chân bệ nè. Đây là một khối liền nha. Đây là một khối liền ngang chỗ này hết nè. Không có phải là nhiều cây gáp đây đâu. Đấy, một khối liền. Mời các bạn xem chậm chậm cái phần bệ. Đấy, một khối liền. Đấy, cái phần chân bệ này nè, liền hết nha. Này liền nè. Hai thân này là nó liền gốc ngay chỗ này. Đấy. Ở đây thì có một số mặt cắt nè, nhưng mà nó đã bo thẹo và nó lên mầm chồi hết trơn rồi nè. Như vậy thì sống an toàn hết, không có bị tuột gì hết cả. Các bạn nhớ lưu ý cắt phôi thì nhớ chừa những cái mặt cắt giống như thế này nè, chừa những cái mầm chồi này cho lên cho mặt cắt giống vậy nè, thì cái cây này sau này rất là ổn và không có bị tuột sau này. Đấy, có vài mặt cắt thì tổng thể là cây bụi mình hóa ra mà. Đấy, cành chồi thì nó mọc rất là nhiều nha, rất là đẹp luôn. Cái cây hoa mẫu đơn bonsai này thì nó có cái hoành đó, cái hoành liền nạc ngay chỗ này nè, cái hoành liền nạc ngay chỗ này nè, là độ chí đo là 41 cm liền cục nạc chỗ này nha, to lắm nha các bạn, 41 cm nha nè, ốp cái tay vào nè, 41 cm. Rồi tổng chiều cao của cái cây này thì từ mặt chậu lên tới đỉnh thì nó 43 cm. Và cái đường kính tán ngang đó là nó 50 mấy cm các bạn. Đấy. Thì đây là một cây để bàn rất là đẹp nha. Các bạn nào có yêu thích cây hoa mẫu đơn dáng bonsai bằng trà này thì liên hệ với Đỗ Chí bằng số điện thoại là 0939 968 685. Đỗ Chí xin nhắc lại là 0939 968 685. Các bạn có thể là Zalo hoặc là Messenger cho Đỗ Chí. Đỗ Chí sẽ cung cấp hình ảnh số đo cụ thể nha các bạn. Rồi, cuối video thì Đỗ Chí xin trân trọng kính chào.